Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của đội tuyển Philippines. Chiến thắng này giúp thầy trò Chuzie cởi bỏ được áp lực phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Chuzie thừa nhận: "Tôi xin chúc mừng toàn đội về kết quả của trận đấu này. Tôi cũng đánh giá cao sự quyết tâm của các cầu thủ cho tới cuối trận chúng tôi đã bảo toàn mảnh lưới và chiến thắng hôm nay. Ngày 21 tháng 11 tới, chúng tôi còn trận quan trọng hơn nữa gặp Iraq. Chiến thắng này củng cố tinh thần cho toàn đội trước khi trở về sân nhà. Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn chia sẻ, trận đầu ra quân, chúng tôi phải đá trên mặt cỏ nhân tạo, vô cùng khó khăn. Toàn đội đã thi đấu tốt, tôi rất tự hào và vui vì ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. 8 tháng qua, chúng tôi đã thi đấu với triết lý mới, huấn luyện viên mới, tất cả các cầu thủ đã cố gắng để theo được triết lý ấy. Đây không phải là thành quả lớn lao, nhưng là kết quả đầu tiên trong quá trình 8 tháng. Trận đấu sắp tới gặp Iraq, chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm trước đối thủ này. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ khởi hành từ Philippines về Việt Nam trên chuyến bay lúc 23 giờ 10 phút tối nay 17 tháng 11 và dự kiến hạ cánh lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 18 tháng 11. Tới trưa 18 tháng 11, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chouzier sẽ về tới Hà Nội và có 3 ngày để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận gặp Iraq. Sau chiến thắng 2-0 trước Philippines ở lượt trận gia quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập duy trì thể lực trong phòng gym và hồi phục tại bể bơi khách sạn vào sáng 17 tháng 11. Các cầu thủ được chia làm 3 nhóm căn cứ vào tần suất hoạt động trong trận đấu với đội tuyển Philippines, để tập luyện theo các khối lượng phù hợp. Tiền đạo Văn Toàn bị đau sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương trong trận đấu với Philippines, được phép nghỉ ngơi nhưng vẫn có mặt tại phòng gym để giao lưu cùng các đồng đội. Văn Toàn chỉ bị đau phần mềm, không ảnh hưởng đến khả năng ra sân ở trận đấu tới. Đội tuyển Iraq đang được đánh giá vào đội bóng mạnh nhất bảng F, đại diện đến từ Tây Á cũng đã phô diễn sự vượt trội của mình bằng chiến thắng 5-1 trước Indonesia ở lượt trận giao quân. Đội tuyển Indonesia đã có màn trình diễn thất vọng trong chuyến làm khách đến Iraq. Đoàn quân của huấn luyện viên Sintang đã thua đậm đội chủ nhà trong thế trận bị áp đảo suốt 90 phút. Sau trận đấu với Iraq, huấn luyện viên thừa nhận thất bại và tỏ ra không hài lòng nên đã trả lời khá ngắn trong cuộc họp báo. Tôi nghĩ đây là một thất bại nặng nề và tôi chúc mừng Iraq đã chơi tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn trong trận tiếp theo. Khi được hỏi về trận thu đậm, dù chỉ dẫn trước một bàn trong hiệp 1, ông Citeyang chỉ trả lời ngắn gọn, Iraq đã chơi rất tốt. Các cổ động viên Iraq đã tạo ra sự khác biệt và bàn thắng thứ ba đã làm rối loạn đội hình của chúng tôi. Thất bại trước Iraq, dù chưa thể khiến giấc mơ tới World Cup 2026 của Indonesia bị dập tắt bởi phía trước vẫn còn 5 trận đấu nữa, nhưng chứng kiến hàng loạt sai lầm của các cầu thủ ở hàng thủ, cổ động viên Indonesia không khỏi lo lắng cho khả năng tranh vé vào vòng 3 của đội nhà. Bởi ở bảng F, họ còn phải cạnh tranh với Philippines và Việt Nam, trong đó, theo đánh giá của báo giới Indonesia, Việt Nam luôn là đối thủ khó chịu đối với đội nhà. Sáng ngày 17 tháng 11, Brazil và Argentina bước vào tranh tài tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Brazil sau thất bại 0-2 trước Uruguay ở lượt trận trước rất quyết tâm giành chiến thắng trước Colombia để cải thiện thứ hạng của mình. Sự quyết tâm đó được thể hiện bằng việc Brazil có bàn mở tỷ số ngay phút thứ tư do công của Martinelli Mặc dù có bàn mở tỷ số sớm, nhưng Brazil đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía chủ nhà Colombia. Trong hiệp 2, Colombia đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và ở phút 75, đội bóng này đã có màn gỡ hòa một đều. Đến phút 79, chính tiền đạo của Liverpool đã đánh đầu tốt nâng tỷ số lên 2-1. Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Brazil đã dâng đội hình lên rất cao, tấn công với tốc độ cao hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trước hàng phòng ngự kín kẽ và bọc lót tốt của Colombia, Brazil đã thất bại với tỷ số 1-2 ở trận đấu đáng chú ý còn lại, Argentina có màn tiếp đón Uruguay trên sân nhà. Mặc dù nhà đương kim vô địch thế giới được đánh giá cao hơn đội khách, nhưng Messi và các đồng đội đang gặp bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Uruguay. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, nhưng Argentina lại không thể xuyên thủng mảnh lưới của Uruguay. Ngược lại, đội khách với sự tỏa sáng của Araujo và Nuez đã có hai bàn thắng ở các phút 41 và 87 để giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp Uruguay tạm thời leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ với 10 điểm, kém đội dẫn đầu là Argentina đúng 2 điểm. Ở lượt trận thứ 6 diễn ra vào ngày 22 tháng 11 tới, Uruguay sẽ đọ sức với Bolivia trên sân nhà. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.